Hello anh Tơ Quang. Hello, Hello anh Tơ Quang, nghe không anh? nghe chưa? Em nghe, nghe rõ. Anh nghe không? Nè. Chào Kiều Anh. Rồi, anh có gì mới vui không? Kể anh chị em, bạn bè, rồi em Út học hỏi đâu coi. Chào mọi người nha. Dạo, chào mọi người. Ông đi dạo ông quậy chỗ nào rồi báo cáo rồi có anh chị em nghe. Trời đâu có quậy gì đâu. Ông tôi quản lý lại cái địa bàn của ông đi, gì công việc kiểu là ông khoe không có gì đó. Làm được 300 đô để đồ dành mấy năm về mua mấy căn biệt thự Phú Mỹ Hưng gì đó. Dạ. Trời ơi. Em thì tình không biết nói sao luôn. Sao vậy anh lụm anh lụm đâu ra luôn cái thằng khùng đó, nó trông nhận cũng sưu tầm moi móc đâu ra mấy cái hàng nó hay thiệt á nha. Lâu lâu cho anh em giải trí. Hả? Vào dịp bây giờ đó, dịp gai nè, dịp gai là ở Mỹ rồi, nay có nó câu công bằng đi. Sao anh? Thằng đó nó nói vậy là nó tính khả thi có không? Có sự khả thi không? Khả thi nhỉ? Nó nói sao 300 đô mua ăn bao lâu em quên rồi. Em nghe em có nghe hồi sáng mà giờ anh hỏi lại thì em cũng không được rõ ràng lắm. 300 đô ăn được bao lâu? Muốn mở lại hay thì không? Để em mở lại cho rõ rồi, ràng thì không, thôi đúng không? Nói ấy người ta nói mình xuyên tạc người ta nữa, mất công nữa. Mình phải từng cái câu gì? Từng chữ mình dễ mình nêu ngao coi anh này nói như thế nào. Mình cũng ở Mỹ bộ mà nghe mà cái giống như ổng hút trúng đồ cỏ giả à một tháng có ăn nghỉ gì đó lắm nó rẻ hơn bên chỗ khác chịu ra không làm thì không có dư lắm không nói thiệt tính ra mình chi phí mà mấy cái tiệm này cũng không có một tháng thu nhập khoảng trừ là chi phí là không dư khoảng 40.000 trăm khoảng 7 thì một năm không dư khoảng 12 tấn cái một năm không năm thì Phong như được 6 tỷ thì Phong về Phú Mỹ Hưng á, Phong mua mấy căn villa ở Phú Mỹ Hưng, 4-5 căn villa Phú Mỹ Hưng thì chuyện bình thường, có rồi đâu, mà mấy anh chị nói mày mua ở Bình Dương Hòa, ở Đầm Ước, ở Xin Lỗi á, 5 năm thôi là 6 tỷ là mua 4 căn ở ngoài bờ Phú Mỹ Hưng rồi đó rồi, à, mày mua được tu lét, mình làm mà cả thợ mày chưa mua được không dám đâu, Xin Lỗi 5 năm, 300 đô là không xài một tháng, à, tức là bây giờ mình nó khái quá sơ vậy. Tức là có cái anh Việt Kiều này anh lên khoe là 300 đô ở bên Mỹ á là anh xài được một tháng bởi vì bên Mỹ đồ ăn rẻ lắm đúng không, rất là rẻ là chỉ cần có 300 đô thôi là sống được một tháng bên Mỹ rồi. Mà anh tính ra là anh có một cái hệ thống làm nail nha, hệ thống làm nail thì trung bình á hàng tháng là anh gom hết hệ thống nail lại là anh dư được 40.000 đô à, 40.000 đô thôi, à 40.000 đô rồi phải, 40.000 đô, 4.000 đô vậy đó, thì anh để dành cái số tiền đó trong vòng 5 năm, thì 5 năm đó, thì anh về à 40 đô là anh tính ra được 1.27 tỷ gì đó, là trong vòng 5 năm anh sẽ về anh gom hết là cái villa ở Phú Mỹ Hưng, anh gom mua khoảng 6-7 căn villa ở Phú Mỹ Hưng gì đó, vậy chưa? Rồi bây giờ mình nói vậy nè. Cái chuyện 40.000 đô mà bỏ qua một bên, tạm thời bỏ qua một bên thôi, mình không nói chứ bàn tay đúng không, và hỏi việc ra thôi. Nhưng mà cái 40 mà cái 40.000 đô của ổng á, ổng nói cái chỗ đó nó không có rõ ràng là vậy, mình cũng không biết được đâu. Mình nói ổng nói là ổng có mớ tiệm nail mớ là bao nhiêu cái, là mấy cái, một cái không, hai cái hay là 5-7 cái tiệm nail, bởi vậy mới nói việc ra á. Ổng nói vậy cái chỗ đó mà nó mấy, còn ổng nói mà 40.000 đô á, ý mình nói ý là nó bây giờ khoảng 40.000 đô mình tạm thời mình gác qua bên mình chưa bàn tới đúng không, chưa cần bàn tới. Bây giờ cái điều mình bàn đầu tiên chúng ta là gì, là anh nói là 300 đô, anh chỉ cần 300 đô thôi là anh sống được trong vòng một tháng ở bên Mỹ, bởi vì bên Mỹ là đồ ăn đồ ước là rẻ lắm đó, đồ ăn đồ ước rẻ lắm, chỉ cần 300 đô thôi là được một tháng. Thì ở đây mình cho rằng là 300 đô đó là chỉ chuyên về ăn uống thôi. Yeah. Ăn xài thôi đó, chứ mình không có tính thuế tính gì trong đó đó. Thì theo Việt Lai á, theo Việt Lai với 300 đô ở bên Mỹ sống được tháng không?
Nếu mà ảnh nói một mình ảnh như vậy thì ảnh sống được. Được ha, $300 là một tháng mình ảnh đúng không? Một mình ảnh thì ảnh đang nói rằng mình ảnh $300 mà, đúng không? Ảnh cầm $300 đô đó, anh nói một $300 này tôi xài tôi ăn được tháng này. Đấy. Ok. Vương Mỹ rồi anh rẻ lắm. Bây đấy. Giờ ảnh chỉ cần nấu một nồi cơm hoặc là $300 đó ảnh ra ảnh cho cả chục thùng mì gói. Đúng quá, tôi nói ổng về ổng ăn toàn là ba cái đồ hay là ổng vô chợ $300 đó thì ổng đi chợ Mỹ ổng ăn mấy cái đồ Mỹ. Đồ này đồ kia thì đỡ, đồ rẻ, đồ bèo. Mà một mình ảnh nha. Thì em nghĩ là được chứ không phải là không được, nhưng mà ảnh ăn rất là đồ nghèo nàn, chán nản. Đó. Chứ còn mà đi chợ Việt Nam ăn rau muống, ăn rau này rau kia đủ cái búa đó. Nếu mà ông nói một mình ông đừng có ké thêm người nào vô trong đó nữa hết. Thì rồi à, thì bây giờ chịu rồi, bây giờ mình cho là một mình luôn, cho là mình luôn. Ông nếu mà ông nói một tháng á, là đừng có tính gạo giết được, nhà ông có gạo sẵn rồi á, ông nấu à, ông nồi. Mình đó nếu mà giá tính vậy đó có được hả? Tức là $300 đó là trong vòng cái lương thực thực phẩm của cả tháng. Nói chung là anh không biết ăn gạo hay ăn mì chung hết luôn không? Gạo mì everything. Đúng rồi. Thứ hết luôn đúng không? Ừ, thí dụ vậy đi. Thí dụ vậy đi, giờ nói về gai đi, bây giờ cho là bình dân rẻ nhất nè. Tức là ngày ba gói mì. Ba gói mì gói á. Sáng gói, trưa gói, tối gói. Thì phải. Bị ý em hồi nãy em nói như vậy đó. À đủ không? Mì gói về giọng thì quả mai giá. Yeah. Ừ. Là, đừng có nói tức với là em. $300 đô là có nói với em là ghé chỗ này ghé chỗ kia uống cà phê hay là mua cái gì mua nước trà sữa hay là ăn vặt ăn huyết gì nha. Đó thì rõ ràng là anh ta đâu có nói là mua gì anh chỉ nói là $300 là anh ta sống được trong vòng một tháng. Thì sao mình tính theo cái mức tính theo mức bên Mỹ $300 đó sống trong vòng một tháng là dưới điều kiện là ăn cái gì thì nó sẽ gói gọn $300 đó. Phải ăn cái gì dù có nhiều khi ông có nhiều khi ông nói là $300 ăn tháng mẹ ngày ông ăn được có một gói hai gói mì thôi, còn gì ông nhịn thấy mẹ luôn ông ngồi ông làm ông giũa thì cũng ok. Thì nhiều khi người ta nói vậy sao đúng không, khi người ta vậy $300 là cũng được đúng chứ, chứ còn nếu mà em ăn như bình thường đi chợ đi búa là không đủ đúng không? Không, em không có nói là ổng sẽ chết hay là ổng gì, nhưng mà được chứ không phải không được, nhưng mà cái ổng ăn như thế nào nè, ổng ăn đồ gì, ổng ăn như thế nào. Ô mẹ qua bên Mỹ đi. Sống ở bên đây mở miệng ra thì ngon lành lắm mà luôn, mới ăn uống cái kiểu đó chả khác gì đâu quá như là cái kiểu gì đó ăn như là dồi ăn mắm hút dồi đúng rồi, Việt Nam nói đúng rồi đó, ăn mắm hút dồi mẹ mắm hút dồi. Nhưng em nói thiệt, nói tới nói lui thì em cũng thêm cái chỗ này nữa là vậy nè anh biết không, có nhiều người em thấy có nhiều người Việt Nam qua đây á ồ mà ăn cũng đau khổ lắm đó, người ta tiết kiệm á cái đó mình hiểu mà. Ăn đau khổ lắm, ăn thấy mà mình thấy mình tội luôn á. Còn đúng rồi, ăn mắm hút dồi luôn á. Có nhiều người ăn mì gói work every day. Trời ơi, mà ăn kiểu này sao ăn nổi, ăn kiểu này cũng bệnh chết á. Ăn biết quen rồi, nói ra cũng thèm. Nó thèm cái giống đất gì mà kỳ vậy. Cũng chế thôi. Cũng chế thôi. Chế thì đã quê cái sĩ diện. Anh nói thiệt người ra nè, tức là anh không dám khẳng định là tất cả việc đều hay là anh sẽ thường việc nhiều gì đó. Nhưng mà rõ ràng anh chứng kiến, anh chứng kiến bạn đi mua giùm luôn nè, là gì, là việc kiểu gì, anh chơi đó, xong bữa lần qua là gì, đóng mì gói qua, là một, đóng theo cái bánh tráng mà nó chưa nướng đó, thật ra, bánh đa. Ok, đồng bánh tráng đó thì em thấy nhiều quá, người Việt Nam mình đem qua nhiều lắm, tại bên đây bánh tráng bán sao quá, ăn dở. Đó, đóng hai cái hàng đó là cái gì, năng lượng chính để mang qua. Bánh đa đó là ông nói là qua bển là bỏ vô cái lò quay á, lò microwave á, nổ lên ăn. Còn mì gói đúng rồi, đóng luôn đó, thùng mì gói là đóng thùng thùng xách đi á. Đúng, mà mì gói đóng từ bên Việt Nam đưa qua luôn á hả? Ừ, chứ không phải là mình vẫn chơi đâu. Hay là mình thích có, mình thấy rồi, mình chứng kiến rồi. Đó, nhưng mà mình nói rõ ràng cái quan điểm của mình không phải là nói tất cả việc kiều nha, mà mình cũng không có xem từ việc kiều, nhưng mà ý mình nói là
cái trường hợp đó mình thấy rồi và mình cũng hiểu thôi, mình hiểu thôi. Tại vì có những cái như thế này, giống như câu chuyện về anh chia sẻ trên tường người ta thấy không, Kiều đó nghe lời ai bạn bè đó bán nhà quận 1 đi qua Mỹ hả? Ừ, rồi bây giờ làm sao? Không lấy chưa, mà muốn về thì tao không biết về làm sao nữa, thì nhà này bán mẹ rồi. Thì cũng có có những trường hợp là gì nhiều lắm chứ. Anh mấy trường hợp đó nhiều lắm. Mình hiểu chứ, vấn đề là gì, tức là đừng có nói gì Việt Kiều, đừng có nói Việt Kiều, nhà nó thẳng là ở Việt Nam thôi nè, ở Việt Nam thôi. Ví dụ mà những người mà ở dưới quê giống người ta lên thành phố ta làm nó được ha, đúng không? Lên ta làm á, bây giờ là người nhà đâu biết họ lên thành phố họ làm họ ăn uống cái gì, họ ăn uống ra sao họ chỉ biết luôn, cái này lên thành phố làm ngon à, đúng chưa? Đúng rồi. Rồi tâm lý cái người mà đi lên thành phố á thì cũng vậy, ở dưới quê hè đâu mà gọi họ lên họ thăm á, ổn không con, thế này không thế nọ không con, thôi con ổn, con trên đây con thoải mái lắm. Đúng. Đúng chưa? Thì ngược lại bên Mỹ, đi Mỹ cũng vậy. Đã lỡ đặt chân qua Mỹ rồi, đã chọn con đường qua đó rồi, bây giờ gọi người thân Việt Nam gọi hỏi qua nó là sao? Đó, nó là sao? Thì dĩ nhiên mình cũng hiểu là gì, có những cái mình thực tế với nhau như thế này, nó đơn giản như nghe bản thân mình thôi, chứ khỏi cần nói đâu xa. Dạ. Ví dụ á, mình ở tại nhà mình, tại hàng xóm mình á, nói gì thì nói đúng không? Má nghèo, cái nào nghèo thì cũng phải ráng ăn uống sao cho ra hồn, để hàng xóm ta nhìn vô ta đừng có thế này thế nọ, phải chưa? Đúng không? Tức là đôi khi là phải có cái sĩ diện nằm trong đó nữa. Dạ. Nhưng khi mình bước ra khỏi cái khu phố của mình rồi đó, đi một cái nơi nào đó xa lạ thì những người xung quanh đó đâu biết mình là ai đâu. Thì dù ở đó mình có ăn mắm hút dòi gì đi chăng nữa cũng chẳng mắc cỡ gì hết. Dạ. Đó hay không? Đó hay không? Mình cũng chẳng mắc cỡ gì hết. Ừ. Và lúc đó mình lại là mạnh dạng, mình đang vô tư, mình chỉ nghĩ hay cái gì? Thôi kệ, mình ăn mắm hút dòi vậy đi, nhưng mà mình dành dụm tiền để mình gửi về mình lo cho gia đình mình. Nhưng mà có một cái là mình dẹp được cái cục quê qua một bên. Đúng chưa? Chứ còn nếu mà ở nhà mà mình ăn mắm hút dòi mà ta cứ nhìn hoài thì mình cũng ngại. Thì mình cũng hiểu cái đoạn đó, tức là gì? Cũng có những người Việt Kiều nha. Ví dụ lâu lâu họ về Việt Nam thì tại sao cái câu mà tôi chóc cá đó, nó một phần nữa nó lột tả được giảm ngứa mày rồi kìa, sai tao gửi yêu cầu rồi. Đúng không? Đúng thì rồi. Khi mình qua bển ok thì cái chuyện mình chấp nhận thôi, bỏ cái mặt cảm qua bên, quýnh cái mặt cãi nghĩ sao rồi để dành tiền được nhiều càng nhiều càng tốt, lo cho gia đình vậy nó sẽ được thôi. Thế là mình hiểu chứ, một cái chuyện đó đối với mình đó thì của ta đó hoàn toàn bình thường, nó hoàn toàn bình thường, không có gì phải xấu hổ phải xấu cọp gì ở đây. Đúng sĩ anh. Cái gì mình sống sĩ. Đúng chưa, sĩ cái gì đây, tào lao lên rồi ô biết cục sĩ quăng rồi nổ. À, nó thật mẹ. Đúng rồi. Ra vậy đi thì người ta em quý, người ta còn tôn trọng. Em hồi lúc trước á, lương già lên kìa, nãy giờ chúng đu toàn tan tội rồi, nghiệp ổng không? Rồi. Em á thì từ nào cũng giờ mắc cười lắm. Em hồi xưa em đã đi về Việt Nam. Hello. Chào Việt Ra, nghe rõ không con? Nghe rõ bác. Chào thưa quan, chào tất cả mọi người ở dưới diễn đàn nha. Ồ, bòn chèn lắm, đúng không? Bòn chèn lắm, đúng không? Tao đi đến ngủ rồi mà. Tao lên lên nhà của thằng Việt Ra, tao vững tâm hơn đủ, quá không bị đủ. Không bị đủ quá, rớt. Đủ nó đạn xuống, không bị đạn xuống. Không sợ gãy càng đúng không? Càng xỉ, ý nó không sợ gãy càng gì. Hồi hộp chết mẹ đủ quá. Anh biết đâu, tại vì hôm bữa ông thấy quảng cáo rồi quá. Cặp càng kia quá trâu cho nên ông biết càng này càng xịn nữa, bảo đảm không rớt. Được quá. Nhắc lại cái vụ này, mình là nói sơ sơ về chút xíu về cái vấn đề tự dục của cái con người Việt Nam mình khi ra nước ngoài. Ta có gửi cho thơ quan một cái clip
của một cái cô này, của ấy, cô là người Việt thuần túy nhưng mà cô lấy chồng Tây. Thế thì cô này buồn cười chỗ là cô sợ, sợ đến nỗi mà sợ mà nước Mỹ, sợ pháp luật nước Mỹ mà đến độ mà mày cảm thấy mày khủng khiếp. Thì ta coi lại những cái clip mà ở đây mới gần đây thì tụi dân Việt Nam mình nó vẫn có một cái tính cách là rất là hách dịch. Có nghĩa là khi cảnh sát giao thông mà gọi nó là bắt đầu nó hạch quẹ là được chuyên đề đâu ngày các cái được tùm lum tà la, thì ta mới tức cười, ta mới nói với thư quan thân đất này mày coi kỹ đi. Cái bà này bà đó cái xe bà vô tình bà đi bà đụng một cái cục bê tông chứ không phải đụng người, cái là cái bê tông mà có cục bê tông ngoài đường á chứ không phải giờ. Mà bà sợ đến nỗi mà coi như là bà phải gọi khẩn cấp 911 tới, bà đi bà đã cái là coi như bà xin đền, có nghĩa là bà xin chịu được phạt, bà ngồi bà đợi cho cảnh sát giao thông 911 tới để mà bà. Nó vô lý ở một cái chỗ là kiểu là khi con người ta ở trong nước á, nó quạnh hẹ, nó làm đủ trời. Mà trong khi đó tha như tao, tao chạy mất mẹ rồi, đủ đâu có ai đâu, tí là mà nó phải đụng người hay là đụng bất cứ gì quan trọng, nên kia cái cột dựng lên bên phía bên lề đường, à, bả tông vô đó mà xe mới bị hư, mà bả ngồi bả đợi bả sợ nổ cái cột đèn, cái cột đá vô tri bên nước Mỹ bả cũng sợ luôn. Đồ mình nghĩ không, bả sợ phạm luật nó ngược ngạo mà đó, cái nó hình ảnh đó, nó với là cái clip của bả đi, nó cho chúng ta thấy là cái điều là cái người Việt Nam mình qua bên nước ngoài một cái sự nhục nhã mà tự nhục đến mức độ là hèn, đến mức độ là cái cục đá bên đường của nước Mỹ họ nó cũng sợ nữa. Là kỳ mà thấy kỳ không không, mà trong khi đó ở đất nước Việt Nam thì hở ra một tiếng là quạnh hẹ, mày cái xét tao mày có chuyên đề là không, tại sao tao này gì, tại sao tao chi tùm lum tùm la quạnh hẹ quay phim tá lạ ông bên đồ đại khái vậy. À, thế thì tao mới nói cái điều là đa số người Việt Nam mà ở trong nước mà khi ra nước ngoài nó buồn cười ở cái chỗ là hùng hổ lắm. Đại khái là ở trong nước rất là hùng hổ rồi, những cái thành phần ấy, nhưng mà thậm chí là pháp luật Mỹ sợ chết mẹ, nó sợ đúng là nó sợ một cách kinh khủng. Mà nó cái chuyện vô lý của bà này ở cái chỗ là cái cục đá bên đường vô tri bà đụng vô đó à, đồ mà bà cũng ngồi bà chờ cảnh sát vô lý tới để bác xin đền đục bắt nó buồn cười. Có nghĩa là nó buồn cười, nó cười ở cái chỗ là hầu như là bà sợ hầu như tất cả cái gì đụng tới nước mình, bà cũng sợ cho sợ phạm luật, rồi sợ bị đền, sợ bị tiết kịch, rồi sợ có nghĩa là tiết kịch xấu này kia, dễ nghĩa dễ buồn cười thì tào lao chứ. À, thì tao nói cái điều là tao đưa cho anh mà sống không có thật, sống có thật, có nghĩa là sống cách giả tạo nhưng mà tới chừng đi về Việt Nam là chết rõ đó. À đồ mà quạnh hè nha, mình thấy buồn cười cái chỗ đó, tao thấy tao buồn cười chỗ đó nhiều à, không thấy nhiều lắm. Trời đất ơi, tao chưa từng thấy trên đời đâu, đụng cái cục gạch, đụng cục bê tông ở ngoài đường mà vô chủ hoặc là cái đại khái là không có dính lưới tới ai, mà đường trống quên không có ai chứ, mà cũng ráng ngồi đợi đồ quá, ngồi đợi để lại xin đền tiền đồ, tao sợ đồ mất khổ. Tao nói thiệt, bởi có người Việt Nam mình tự dục một cách hết một cách sự một cái hèn hạ mà đồ má, mình còn mình nó đại khái là không còn cửa để mà hèn hạ nữa đồ mà xem bác nói á. Nè, bác nói, bác cầm nói cái chỗ này, con xin phép, xin lỗi bác trước. Bác phải nói là một số nào đó, ông đồ quá, ông đó ông quơ hết cái nồi Việt Nam vô, má nó chửi, má nhận không ra, bác cháu cũng chạy chết mẹ luôn. Mặt tao để là nó làm quá, tao nhìn không ra, tao nhìn không ra, tao là đủ. Mà thấy ông về đi có mấy tháng rồi, má tốt, má nhăn, rồi theo. Rồi trong khi đó Việt Nam giờ này là thằng quý thơ quan giờ này là nó nhậu bí tỷ rồi, không bí tỷ thì nó cũng vui vẻ rồi, cà pháo rồi. Cái nội dung chú Cầm vừa chia sẻ con có coi, nhưng mà về góc độ của con thì con thế này nè, thực ra thì con cũng không có trách bà đó hết á, con không trách, bởi vì con hiểu từ cái hoàn cảnh, cái cuộc sống thì buộc bà ta phải như vậy thì con trách. Cái vấn đề đây nè, chú Cầm vô coi mấy cái comment á, vô cái bài đó xuống coi mấy cái bình luận á, mình mới thấy cái bản chất của mấy cái đám mà bao que sổ lái nó như thế nào nha. Cái bình luận á đúng mình vô ca tụng ghê lắm, thực ra thôi với chị là công dân tốt, chị là thể hiện gọi là cho cái rạng rỡ người Việt mình có sự văn minh, có cái lịch sự thế này thế nọ, đúng không? Mà trong khi câu chuyện mà như vậy mà ở Việt Nam á là đủ mấy nó bù vô là nó chửi á, đủ nó kỳ á đó. Chú Cầm chứ thực ra thấy không? Đúng rồi. Đó, ở đây mình đặt vấn đề là những cái con người đó mới là đáng nói. Đúng mẹ, trong khi nó thừa biết là ok, chấp hành như vậy là cái thể hiện cái tính văn minh lịch sự, tôi đồng ý. Ủa vậy tại sao phải đi ở đất nước mình đâu mà
tụi bay lại đồ mất ca ngợi, tụi bay lại đồ xúi dục người, kích động người dân, rồi mới phản đối. Đúng chưa? Rồi. Đó, những cái điều như vậy á, thì mới hỏi sao mà người dân Trung Đức rồi mới ghét tụi bay, gọi tụi bay là đồ cái những thành phần bao que sổ lá. Thì lúc đó là mới tụi nó lại giận à. Ủa, tao đâu có sổ lá đâu, tao đâu có bao que đâu. Tao là công dân Địa Bàn rồi, tao là một Mỹ mà. Đúng không? Thì Phú Cẩm rồi, tương lai mọi người nghĩ lại coi đúng không? Chính xác rồi. Vô coi bình luận ghét hết. Vô coi bình luận ghét hết. Tự nhục, đã khác tự nhục á. Thường thường á, cái bà đó theo con chưa có coi cái video đó, nhưng mà con biết cái bà đó chắc cũng là bắt nhìn chắc bắt biết, chắc là cũng mới qua đúng không? Đúng rồi, là sang 5-7 năm vậy là. À, mới qua mấy năm thì chắc cũng là bị bên này nó nhồi nhét, nó nói là đồ mã lực bên này ghê gớm lắm này kia kia nọ, rục rịch là phải này phải kia, đừng ấy bị này bị nọ, cho nên bà sợ. Không, nó có cái điều khác biệt nữa là thơ Việt Ryan, bà này là lấy chồng Mỹ nha. Chồng Mỹ. Thì lấy nào lấy chứ. Nhưng mà được nhà chồng với bà có bao giờ mình nói về mấy cái mình nói câu khách quan luật liệt đâu, nhưng mà người Việt Nam nó câu khách quan như là thực ra bây giờ nó câu khách quan như nè, tức là nguyên cái nội dung đoạn clip bà ta có chia sẻ đó, thì là trước đây nha, bà ta cũng bị trường hợp tương tự như vậy. Tương tự như vậy là người ta, bà ta cũng bỏ đi luôn. Thì vấn đề là nó bị camera phạt nguội hay gì đó mới gọi về yêu cầu lên nộp phạt, và giống như là nó sẽ cảnh báo rồi vấn đề đúng nộp phạt là năn nỉ sao đó, rồi lên tòa lên tiếng gì đó năn nỉ sao, thì nó tức là nó xử nhẹ, nó phạt có trăm mấy chục đô nhưng mà có một cái là nó cảnh báo là cái trường hợp này là dễ bị vô danh sách gọi là danh sách gọi là cái sổ đen á, việc ra hồ sơ xấu á. Hồ sơ xấu á thì bà sợ, thì nói chung là mình cũng hiểu thôi, tức là bà này bà cũng rất là thật, nói chung là cái nội dung của bà chia sẻ là thật, cái tính rất là thật, mình thấy rất là thật. Mà vấn đề ý muốn nói là mẹ những cái thành phần nó vào nó bình luận á, bình luận á, thì nó càng lộ ra cái bản chất khốn nạn của tụi nó thôi, đúng chưa? Đúng rồi. Ok, tôi đồng ý mấy người là khuyến khích người ta sống văn minh lịch sự, đồng ý hoàn toàn. Nhưng tại sao cũng là người Việt Nam, cũng là cái trường hợp đó ở Việt Nam, mà mấy người cũng là dòng máu đỏ da vàng, mà mấy người lại quay lại đem ra mấy người lại thế này, đem ra nó chửi nó mới hả? Đúng không em? Thì vấn đề nó nằm ở đâu? Em ở đây 30 mấy năm rồi, em chưa có thấy cái trường hợp nào mà thằng Mỹ hay là thằng Việt Nam nào đi, em chưa bao giờ em thấy mà nó chạy nó đụng cái cục đá hay là nó đụng một cái gì đó ở trên đường mà nó ngừng lại nó chờ hoặc là nó gọi 911 hết, nó chưa bao giờ. Không bao giờ. Cái có trường hợp đó, này là chỉ có em nghe kể lần đầu tiên anh, lần đầu tiên đúng hả? Cầm kể thì em nghe thôi chứ em chưa coi, chứ còn thường thường á má nó đụng cái nó đụng qua, có một cái anh chạy luôn chứ không có kiểu mà ngừng chờ. Nói thiệt luôn, chính bản thân em cũng vậy đi, em mà chạy em quẹo qua quẹo lại em quất vô cái cột gì cái hay gì em nhìn mà không có ai không, ví dụ như có xe đang chạy lên thì em còn ngừng em giả bộ luôn, ngừng lại coi sao người ta chạy qua cái dù cái em nhìn em không thấy ai, em cũng chạy mẹ nó cho rồi em lo đi ở đâu ai mà dừng, chỉ có bài này hy hữu chị. Có bài này hy hữu bởi vì ta thấy làm lạ rồi xong rồi đúng là thơ quan nói là đối với bà thì tụi nó ngồi nó còn dưới rồi nó khen nức nở là đời sống văn minh này các cái đủ thứ là xứng đáng là người Việt Nam rồi cái lịch sự rồi kia, rồi bà trong nước nó suối nó chửi rồi nó nói lạ rồi cũng đó. Cái vụ văn minh này con cũng dính vô cái trường hợp này, có cái chị này bà quen với nhà con đi tới nhà người ta chơi thôi, rồi con gặp bà cũng là quen lâu rồi, rồi cái bà ngồi bà nói chuyện với người ta. Bà nói anh chị em thấy, anh chị thấy không, ở Mỹ này công nhận á, khi mà cái xe bus á, nó ngừng lại, cái xe bus em, xe bus mà xe bus chở học sinh á, anh Thơ Quang với bác Cầm, xe bus mà chở học sinh đi học, xe bus màu vàng á, khi mà cái xe bus nó đang chạy mà nó ngừng lại một cái là tất cả các xe đằng sau nó đều ngừng hết, mà xe bên kia chạy tới cũng phải ngừng luôn, không ai dám chạy hết, phải công nhận ở văn minh thiệt. Ồ mà mình nghe, em nghe là em chổi tai rồi. Để cho bà nói xong em mới nói má xin lỗi chị cho chị nói lại á, văn minh cái bố á. Ô chị ngon chị chạy đi, có thằng nào dám chạy không, chị biết tại sao nó không chạy không? Nó chạy một cái á, là cuộc đời nó coi như là khỏi đi làm luôn. Ủa sao khỏi đi làm, dù gì thì đủ, mà nó phạt một cái nó lấy bằng.
Ủa, ba nó lấy bằng nó khỏi đi làm chứ. Đúng, ba, má ngon chạy đi. Là cái yếu huyệt của nó là rồi bị nó ừ. thóp, nó nắm thóp rồi. Đúng rồi. Người ta nói cho bà thơ quan không qua là thơ quan cái trong, luật nó đưa ra thơ quan ở trong nước thì chưa hiểu cái điều này chút xíu. Lần nào dám chạy rồi. Ở nước Mỹ á, cái xe là một phương tiện chứ nó không phải là vấn đề gia sản tư bản gia đúng sản rồi, của một cái xe là bạn. Cái chân á, cái chân mà khi anh không nó cùng cái chân lại là coi như là cuộc đời anh tiêu. Thứ nhất anh không đi làm được, nếu anh đi làm hãng anh nghĩ là nó sẽ đuổi đó. Mà khi nó đuổi thì đương nhiên là nó kéo theo cái hệ lụy là anh không có tiền, mà anh không có tiền thì anh không phải chi phí sinh hoạt trong gia đình, anh không có đóng bill được, anh không đóng tiền nhà được, thì cái số phận anh như thế nào là anh biết rồi, đã biết rồi. Thành ra coi như tất cả mọi cái đều phải sợ rồi đó, bất cứ ai cũng phải sợ thì điều đó, không riêng gì ai cả, từ lớn tới nhỏ, từ thằng kia nghe nói rồi phạt mà tịch thu bằng lái xe là thôi rồi đó ra rồi ba cuộc đời mày là thuộc là đang thu lùi á. Anh Tư Quang biết sao không? Anh Tư Quang với chị em biết sao không? Thí dụ như vậy nè, em sống ở Mỹ thì á, những cái thành phố chẳng hạn như trong New York, thành phố New York kêu là New York nó lớn lắm, nó bao la, nhưng mà trung tâm New York đó nha, trung tâm á, em nói trung tâm giống như trong quận nhất quận 3 mình ở Sài Gòn á, trung tâm á thì nó có tàu điện, xe điện, hoặc là những cái thành phố lớn nữa nó có, nhưng mà ở nước Mỹ này đó, những cái thành phố mà nó có tàu điện xe điện á thì nó ít thôi chứ nó mới nhiều. Mà trong thường thường đa số xe bus nó chạy, nó chở người ta đi xe bus đó của thành phố á thì cũng rải rác thôi chứ cũng không ấy, nhưng mà người dân chúng thì họ sống xa ra ngoài cái trung tâm, họ không có gần ở trong trung tâm giống như ở bên Việt Nam mình. Cái khu dân cư là khu dân cư, còn vô trung tâm rồi á là toàn là mấy tòa cao ốc, văn phòng làm việc, nhà hàng này không à, chứ người ta không ở trong đó, ít lắm, trừ những cái chung cư cao tầng hay là những cái chung cư thôi đó, nhưng mà đa số người ta sống ở ngoài, cho nên cái chuyện mà đi xe công cộng rất là ít. Xe bus ở đây nó chạy, anh nhìn lên đó, thiệt, em nói thiệt không á, em qua đây rồi chưa bao giờ em bước chân lên xe bus em đi. Em không có đi từ nào giờ chưa đi xe bus, tại vì mình thấy nó không có tiện. Cái thứ hai nữa, nhìn lên nó toàn là gì đâu không à, lên trên đó thấy quải lắm. Thì đúng, đi xe hơi bộ số ổn đúng không? Nhìn nó chán lắm, không dám lên nữa. Đó thì em nói vậy hiểu rồi. Nhưng mà anh biết sao không, còn xe mình ở là mình ở ngoại ô không à. Đó, mà từ ngoại ô đi làm phải đi, mà anh biết đi xa. Ủa, cho nên cái bằng lái nó rất là quan trọng, coi như là cái mạng của mình. Đúng, là đúng rồi, cái mạng cái bằng mình. Lái là hai chỗ mất cái bằng lái là cái cuộc đời khốn nạn luôn, nó vậy á. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái hồ sơ cá nhân của mình nó nằm ở trong đó luôn, thì nó giống y chang. Thì bởi vậy con mới nói nó quan trọng. Thật, cái gì nó cũng nằm hết trong đó, cái gì cũng nằm. Là điểm thứ nhất là mà cái nãy tao nói là có nghĩa là khi anh tịch thu bằng lái, lái là xe, coi như là xong rồi anh rồi đó. Thế nên vì bây giờ, vì cái chỗ đó tất cả mọi người ở Mỹ đều sợ cái vấn đề đó. Thành ra cái nó không phải đâu. Bây giờ bác không có cái xe đi, con thí dụ nha, bác không có cái xe nhưng mà cái bằng lái bác còn chạy được, bác có thể bác đi mượn xe của con cái trong gia đình hay là gì đó, còn dư chiếc xe nào hay gì được á, hay là còn mướn chiếc xe hay gì. Còn khi mà cái bằng lái bác không được lái rồi, đâu 100 chiếc xe đậu ngay trước mặt cũng không dám đụng vô nữa. Đụng vô cắn cái gì ra, cũng dính vô cái, bằng lái trời luôn vô tù. Đâu có dính gì cái chỗ đó, người ta sợ, mày hiểu không? Nó khổ vậy đó. Chứ ở đó mà văn minh, văn cái bố á, nó thử cái luật mà nhẹ nhẹ rồi cái luật xìu xìu ảnh ảnh thôi coi. Còn thôi giống như luật mà nhẹ, giống như Việt Nam đi, Việt Nam em thấy luật quá nhẹ. Ô mới tất cả tàn lơ tàn lan tè lé luôn chứ đừng có nói chuyện. Đâu, mà nó thậm chí nó cái nó có một căng lắm thôi. Làm luật căng lắm. Luật Mỹ là khỏi chê rồi, bởi vì nó đánh vô cái hầu bao mà nó đánh vô cái tử huyệt của con người, cho nên là vì đó ai cũng phải sợ cả. Nó chỉ hùng hùng hổ hổ cái miệng chó và nó chỉ chửa rủa về Việt Nam mà thôi. Nhưng mà nói về mặt bằng, về tự do về ấy, thì Việt Nam thấy rất là tự do hơn. Tự do hơn chỗ thấy mà rõ ràng. Ô má, giống như cũng lại nói lại trên cái vấn đề freeway hoặc là những cái đường xá xe cộ Việt Nam mình, hầu như những người mà con mình nói, một số người vô ý thức ấy, hầu như là họ mà có nữa cái video tao mới coi hôm qua này, ở freeway ấy nha, ở đâu ở đường ở ngoài Hà Nội hay là ở đâu tao không biết, nhưng mà rõ ràng ù má nó chạy ngược chiều tỉnh bơ mà xe tải luôn á, ù má nó chạy ngược chiều tỉnh bơ luôn, chạy coi ghê mà đường sương mù, sương mù ví dụ đúng rồi,
cái vụ tự do này, cái vụ tự do này con phản đối ông già nè, con phản đối. Đối với con là con nó thấy không, con thấy Mỹ nó tự do hơn. Thiệt. Đúng rồi. Đó mọi người thấy không? Ông già cũng chia sẻ một cái clip là có cái mà trong cái đường cái cầu thang mà đi lên giống như là cái hầm xe điện ngầm hay là hầm gì đó mà có cầu thang đi lên đó. Có con nhỏ nó mắc ẻ, nó chịu không nổi, nó lấy cái thao nước của con cha vệ sinh, nó ngồi nó ẻ tại chỗ, đúng không? Luôn tại chỗ luôn. Đúng không? Cái đó là tự do chưa? Rồi xem mà hôm nay nữa là con mất chia sẻ lên cái thằng nhà con là cái thằng kia nó cũng ngồi lên cái thùng rác thì cũng được, cũng là cái đường chống chạy nữa. Nó tự do, nó ngồi nó ẻ đó, đó. Nó ngồi thuyền á anh ơi. Đó, cái xã hội cái chỗ đó nó bạo, nó loạn, nó xô bồ quá, nó lên nó ngồi thuyền á, ông kêu nó ngồi ỉ. Cho nên ông già phải có cho rõ cái tự do là tự do chỗ nào, cái nào khổ, tự do cái nào không tự do. Không. Mấy anh que củi á, ở Mỹ là không bao giờ mà ị tầm bậy ở ngoài đường, đái ị tầm bậy ngoài đường không bao giờ. Không bao giờ. Nó chơi ngay ổ ngay trung tâm tàu điện ngầm không à, chứ nó không có lén lút. Không bao giờ có chuyện nạn trộm cắp này, nó quất một phát.